Thế giới ngày nay đang trải qua cuộc cách mạng công nghệ vô cùng nhanh chóng và ngành giáo dục không phải là ngoại lệ. Trong xu hướng chuyển đổi số hóa, học liệu số đã trở thành một khái niệm phổ biến và quan trọng trong việc giáo dục và đào tạo học sinh sinh viên. Để đáp ứng nhu cầu trên, trường Trung học Phổ thông Nguyễn An Ninh đã chủ động xây dựng kho học liệu số giúp hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc giảng dạy và học tập. Để hòa mình vào hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tổ tiếng Anh trường Trung học Phổ thông Nguyễn An Ninh đã tổ chức tiết thao giảng. Trong tiết thao giảng này, cô giáo Trần Thị Mỹ Thanh cùng các em học sinh lớp 11A9 đã ứng dụng tốt trang học liệu số vào việc hỗ trợ giảng dạy và học tập. Tiết học được thiết kế với nội dung dạy từ vựng tiếng Anh bài 4 phần từ vựng. Sau khi thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của giáo viên, học sinh đã làm bài tập củng cố kiến thức trên trang học liệu số. Sau 3 phút các em hoàn thành bài tập, giáo viên thực hiện sửa bài trực tiếp trên trang học liệu số. Đánh giá chung là học sinh nắm bắt tốt kiến thức sau tiết thao giảng. Như vậy, việc ứng dụng tốt học liệu số vào giảng dạy sẽ hỗ trợ cho giáo viên và học sinh rất nhiều. A big house in the countries or in the town with a large garden. No, so she usually tells how. Oh my god! Now give me the answer, the correct answer. Okay, what is big town house? Yeah, what is mean? Nhà liền kề, mobile home. Nhà di động and task cottage. Nhà trong vườn mái. Good job. So the answer to question number 2 is B, not A, yeah?